để bên đó giùm cô đi con. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Wow, nhà bà trang trí đẹp thật. Mấy cái thiết kế nhà hả? Một tay mẹ tôi làm hết đó. Mẹ để lại cho tôi hết chứ bây giờ kêu tôi làm lại. Dạ, con chào cô, mới đi học về. Cô chào con. Dạ. Ồ, con bà đó hả? Màu lớn thật, tôi nhìn không ra luôn đó. Ê, không phải đâu. Con bé này hả, là em gái của con bé giúp việc hồi nãy á. Hai chị em nó sống chung với gia đình tôi, giống như người trong nhà vậy. Dạ, con xin phép cô đi lên ạ. Nè, lát ở lại ăn cơm với tôi nha. Ôi, có giường chưa? Dọn cơm lẹ ơi, con đói bụng quá à. Con bé Lâm Chi nè, nó mới là con gái của tôi đó. Nè Lâm Chi, đi qua đây chào cô đi con. Ôi, mới học về con đói bụng lắm á. Lâm Chi, nghe mẹ nói nè, qua đây chào cô đi con. Ôi, con mệt lắm rồi. Tại nó mệt. Mẹ không còn thương con nữa hả? Sao lại làm như vậy với con? Cũng tại của cô đáng ghét đó rồi. Lâm Chi à, từ đây về sau con đừng có nói cái chữ đồ đáng ghét nữa nha. Các ba cũng vậy luôn hả? Con đã làm gì sai chứ? Cũng tại cô đáng ghét đó rồi mà. Không phải. Lâm Chi của ba xinh đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nếu mà con không nói từ đồ đáng ghét nữa, con sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Thôi bây giờ về đi. Nếu từ đây về sau con không nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê cho con, chịu không? Ba nói thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi, con nói là con muốn mua thêm búp bê nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy từ đây về sau đừng nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê ha. Dạ, móc miếng. Đã đóng dấu. Alo. Cái đồ đạc sao thiệt là phiền phức. Cái đồ đạc. Ê Tâm Anh, ra nghe điện thoại kìa. Mày gọi mình hả? Hãy chuyển máy cho Tâm Anh giùm tôi. Điện thoại của cái đồ đạc. Cái người muốn gặp á. Hả? Là chị Julian hả? Nhưng mà sao hôm nay bà chịu gọi tên mình rồi hả? Gọi thì sao? Đâu có gì đâu. Được bạn gọi tên là mình thấy vui lắm rồi. Dạ. Là con nè. Con chào chú Julian. Thiệt là bực mình. Đồ đáng ghét. 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 Ôi, sao đi đâu cũng thấy chữ đồ đáng ghét hết vậy trời. Cơm xong rồi đó, em xuống ăn nha. Thôi, em không muốn ăn đâu. Ủa, sao không ăn? Hay là để chị mang lên nha. Em đã nói không ăn rồi mà có đồ đạc. Đau răng. Ủa, em bị đau răng hả? Vậy để chị nói mẹ em đưa tới nha khoa nha. Em đã nói là không cần rồi mà có được đó. Vậy thôi. Chừng nào muốn ăn thì xuống nha. Đau gần, có gần. Ủa làm gì? Sao nằm đây, không đi chơi hả? Con bị đau răng. Đau răng hả? Con thấy đau lắm không? Tôi đau. Vậy không được rồi. Bây giờ ba cũng xong công việc rồi, để ba chở con đi nha sĩ nha. Đúng là cái găng đồ đẹp. Không, cái găng đồ dễ thương. Có sao không bác sĩ?
Bé có một cái răng sâu, chỉ cần cháo răng sữa lại là được anh ạ. Thôi con không chém đâu, chém còn đau. Là chị ngoan, chỉ cần cháo răng sữa lại là được, không đau chút nào hết á. Đúng rồi con. Thôi con không tin đau, con không tin. Cô ơi con về nha cô. Hai ba con về nha. Dạ. Con có thấy cô đúng giữ lời hứa của con không nè? Dạ đúng rồi cô. Răng con còn đau nữa không? Dạ không, bây giờ nó kiểu nó bình thường rồi cô. Thế hả? Mà mém xíu nữa hồi nãy con nói cô bằng cái đồ đạc. Con nói như vậy à, bé khen cô dễ thương. Dạ. 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 Vậy là bây giờ về con được ăn thịt sườn được không cô? Thoải mái con, một tiếng nữa ăn nha. Dạ. Oh yes, oh yes. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Về hai con về nha. Dạ. 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 Thấy chưa? Cãi ba không à. Ba nói không có đau mà cãi ba. Vậy bây chị giờ ba giỏi quá. Ba hứa với con thêm một điều nữa được không bà? Nói đi. Ba cõng con xuống dưới đi. Tưởng gì? Lên. Ok. Yeah. À. Ủa hết đau chưa mà tung tăng vậy cô? Dạ con hết đau rồi. Bây giờ con có thể ăn sườn mà nhai luôn xương luôn đó bà. Ghê. À mà ba. Hả? Mình sắp hết ngày rồi đó bà. Ba nhớ ba mua búp bê cho con nha. Nhớ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian nghe chưa? Ok ba. Ừ. Hoàng xí ba. Cái gì vậy? Đợi con xíu nha. Nhỏ này chạy cái chân té đó. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi. Mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Được con dâu rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng là dám cửa nhà gạn dụng tôm nè. Một miếng một miếng. Trời đất ơi trời. Trời ơi. Mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm vậy? Sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt sườn của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét, mày dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Chiến thuật thất bại rồi em ơi. Làm chi lại nói câu đồ đáng ghét nữa rồi. Em cũng biết ngay mà. Làm sao mà nó thay đổi được chứ? Cái đó thuộc về thói quen của nó rồi. Có bộ cái câu nói đó nó đã ăn sâu vô máu của nó rồi còn gì. Ừ. Nhưng mà không biết từ lúc nào Lâm Chi lại nói cái câu đó vậy ta? À, em nhớ rồi. Hình như lúc đó là Lâm Chi ơi, Lâm Chi à, Lam Chi à, Lam Chi ơi. Nói cho mẹ nghe đi. Con nói chuyện với mẹ đi. Anh ơi, Lam Chi sao giờ này nó còn chưa biết nói nữa vậy? Mấy đứa con nít bằng tuổi nó là biết nói hết trơn rồi. Chắc tại con nó hơi chậm thôi, em đừng có lo quá. Sao mà không lo? Anh biết là Lam Chi nó mấy tuổi rồi không? Nói Lam con. Chi ơi, quà. Quà, Lam Chi đang làm gì đó? Ba. Sao anh đi lại thả bom vô mặt con nít như vậy? Thì bà giỡn với cháu mà. Ai mà giỡn kỳ cục vậy à? Giờ tôi giỡn với cháu tôi không được hả? Đồ đang ghét. Trời ơi, nó mới nói cái gì bỏ chết. Lâm Chi, Lâm Chi, con mới nói gì vậy Lâm Chi? Con nói lại gì? Cho mẹ nghe đi Lâm Chi. Con nói lại đi con. Anh ơi, nó biết nói rồi kìa. Ủa, bộ con nói ông là đồ đáng ghét hả? Con nói là đồ đáng ghét hả? Con nói lại đi, nói lại đi. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét kìa. Ủa mà sao, ba, sao nó biết nói cái câu đồ đáng ghét vậy? Làm sao ba biết được, ai mà biết. Thôi kệ nó đi, nói nữa đi con. Đồ đáng ghét. Sao mà nó cứ dòm ba mà nó nói đồ đáng ghét là sao nhỉ? Nói lại đi con, nói lại đi con.